Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh Tin Tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nóng, tướng Đỗ Hữu Ca hầu tòa khác lạ, tóc bạc trắng đầu, ngã quỵ nghe án trung thân. Lộ diện tổ chức bí mật gửi đơn xin giảm án, nuốt gọn 35 tỷ đồng lại dễ tha vậy sao? Thưa quý vị, phiên tòa xét xử thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, nhận 35 tỷ đồng để hứa hẹn chạy án cho ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức, vốn từng là một người quyền cao chức trọng, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, tưởng chừng như đã được hạ cánh an toàn khi về hưu vào năm 2019, khi đã tại vị 9 năm với cương vị là giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thì bất ngờ vào ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Ca đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỗ Hữu Ca hầu tòa với dáng vẻ tiều tụy, chân đứng không nổi, bật khóc thừa nhận lỗi lầm. Cùng lúc, phát hiện hàng chục lá đơn, cơ quan đơn vị đã làm đơn xin giảm án cho cựu thiếu tướng. Là một người nắm hiểu luật pháp, tuy nhiên lại lợi dụng chức quyền để lách luật, ém chọn 35 tỷ đồng, khiến hàng triệu người phẫn nộ. Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sau hơn một năm bị khởi tố tạm giam, xe chuyên dụng của lực lượng công an đã dẫn giải cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 đồng phạm tới Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước xuống xe chuyên dụng, ông Đỗ Hữu Ca không còn dáng vẻ uy nghiêm, oai vệ của một vị thiếu tướng cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, mà thay vào đó là những bước đi loạng choạng cùng với nét mặt mệt mỏi với một thân hình gầy đi trông thấy. Không còn là trang phục công vụ đầy oai vệ nữa, mà thay thế vào đó là bộ quần áo đồng phục trại giam màu xanh da trời, tay đeo còng số 8. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoàn. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ của ông Đức, những người đã đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để chạy án, bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Nguyễn Đình Dương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ. Trong khi các bị can còn lại là Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đùa, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua bán hóa đơn trái phép từ ông Đức, bị truy tố tội trốn thuế. Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, là quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trương Xuân Đức cùng với vợ đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Biết được công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra hành vi của mình, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh tới gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho Trương Xuân Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Nhận 35 tỷ đồng hối lộ với lời hứa chạy án. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã được vợ chồng của ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức nhờ vả chạy án tới 4 lần và được biếu 35 tỷ đồng làm quà cảm ơn. Theo điều tra, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Lần đầu tiên là vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trương Xuân Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi nhận 10 tỷ đồng, Ngọc Anh mang đến phòng khách của nhà ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đức. Ông Ca sau đó đã đồng ý. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời là chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh nên Trương Xuân Đức tỏ ra lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi đến nhà ông Ca. Khi đến nơi, Đức mang tiền để vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca
và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án. Ông Ca lại đồng ý. Lần thứ ba là vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, nhận thấy công an tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ có liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Trương Xuân Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng để ông Ca lo chạy tội. Trương Xuân Đức nhờ TTNQ, giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, rút số tiền là 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đức, sau đó thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao tải đựng tiền của ngân hàng, rồi thông báo cho vợ đến nhận. Theo yêu cầu của Đức, TTNQ chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tải tiền để vào trong phòng khách của nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến nhà 15 tỷ và đưa cho ông Ca xem xét, chụp tờ công văn của công an tỉnh Quảng Ninh, thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Lần thứ tư là vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả, nên Đức chỉ đạo cho Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông Ca chạy tội giúp Đức vì tình hình đã quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca nói chuyện qua điện thoại với Đức và đề nghị gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, ông Ca bảo Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức đã từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng với vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở công an thành phố Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên G lo xong việc. Ông Ca bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Đức và Ngọc Anh tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, không bỏ trốn nữa mà quay trở về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà ông Ca hỏi về việc lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông Ca không trả lại tiền. Ông Ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh ra về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cởi bỏ chiếc áo công vụ để trở về làm một cán bộ hưu trí, nhưng chỉ vì những mối lợi trước mắt và lời hứa chạy án vu vơ mà sự nghiệp tưởng chừng như đã viên mãn của ông Đỗ Hữu Ca lại tan vỡ khi ông phải vướng vào vòng lao lý vào lúc cuối đời. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, nhưng cũng vừa có tình tiết giảm nhẹ là đã hoàn trả số tiền 35 tỷ đồng nhận của vợ chồng ông trùm Trương Xuân Đức. Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa đã công bố việc đã tiếp nhận đơn của các đơn vị như Công an thành phố Hải Phòng, Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và nhiều đơn vị người dân xin giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca. Trong đó, đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca của Công an thành phố Hải Phòng đã có nhiều nội dung khen ngợi quá trình công tác của cựu thiếu tướng. Theo đó, đơn của Công an thành phố Hải Phòng có nội dung ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ chiến sĩ quý mến. Không những thế, trong giai đoạn ông làm giám đốc công an, đơn vị công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn an ninh trật tự. Ngoài các thành tích trên, công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Ca từng có 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen khác. Vậy ông Đỗ Hữu Ca sẽ nhận mức án thích đáng nào? Phiên xét xử sơ thẩm vụ án vẫn đang được diễn ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin nóng mới nhất về vụ tham nhũng rúng động dư luận này. Những bất ngờ trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao, nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp thuận sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm 3 tháng tù. Với hành vi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá bằng 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm tháng 9 năm 2023. Bị cáo Hằng khai, lúc đầu không nhận thức được hành vi vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do hạ thấp uy tín các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng do bị kích động,
Khi hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vi Oanh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói: "Một lời xin lỗi không phải là vấn đề. Bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước, chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi." Khi bị tuyên án 3 năm tù, bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp, tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên phúc thẩm diễn ra, bà Hằng làm đơn xét xử vắng mặt nhưng không được tòa chấp nhận. Sau đó, bà Hằng bị di lý từ một trại giam ở Bình Dương, nơi bà đang thi hành án, về trại tạm giam T30, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử. Được dẫn giải tới phiên phúc thẩm, bà Hằng tỏ ra vui vẻ, luôn nở nụ cười và ôm chầm lấy hai nữ nhân viên của mình là bà Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Tại phiên tòa, bà Hằng bày tỏ: "Sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất. Bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo, hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công. Khi bị cáo ra tòa, các luật sư, tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo." Bà Nguyễn Phương Hằng nói, sau khi luật sư Hồ Nguyên Lễ trình về việc dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nhưng bị cáo đã nộp đầy đủ án phí và bồi thường về thiệt hại. Theo luật sư, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới. Vì vậy, luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 3, điều 157, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng để bị cáo sớm trở về sum họp với gia đình. Khi được hội đồng xét xử yêu cầu trả lời có hay không, việc đã khắc phục hết hậu quả của vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng nói: "Dù bị cáo không kháng án, nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự." Trước đề nghị này của bà Hằng, hội đồng xét xử giải thích: "Chỉ khi bị cáo có kháng cáo thì hội đồng xét xử mới xem xét việc giảm án hay không." Tưởng rằng với lời giải thích này, bà Hằng sẽ phải tiếp tục thi hành bản án 3 năm tù. Thế nhưng, khi tuyên án, bất ngờ hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả, nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Tại sao USD lại là đồng tiền quyền lực nhất hành tinh? Hóa ra đây là kế hiểm mà Mỹ lùa cả thế giới, bạn vàng tức đỏ mắt làm lè xoắn ngay. Như quý vị và các bạn có thể đã biết và cũng không phải tầng bốc khi nói rằng đồng USD là đồng tiền quyền lực nhất hành tinh tính đến thời điểm hiện tại. Đồng USD mạnh mẽ đến mức 85% các giao dịch xuyên quốc gia được định giá bằng đồng USD, 63% dự trữ của thế giới cũng là đồng USD, và chúng ta nếu được tự do dự trữ đồng USD hoặc ngoại tệ thì có lẽ nhiều người sẽ chọn USD bởi nó ít bị giảm bớt giá trị. Điều đó cho thấy quyền lực của USD là không thể chối cãi. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi làm sao mà đồng USD từ lúc sinh ra cũng bình thường như những đồng tiền khác đã dậy thì thành công, thành đồng tiền mà nhiều đồng tiền khác phải ngước nhìn? Một quả dậy thì thật ngoạn mục. Nếu tò mò thì trong video này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu. Biết đâu bạn cũng sẽ tạo ra một đồng tiền quyền lực còn hơn đồng USD thì sao? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Có lẽ ông tổ nhà đô la được tiến hóa bắt đầu từ năm 1690. Vào thời điểm này, một thuộc địa của người Anh trái đất Mỹ đã in những tờ tiền giấy đầu tiên. Tuy nhiên, mãi sau đó gần 200 năm tính đến năm 1861, thằng cháu của dòng họ đô la mới chính thức được khai sinh, tức là Quốc hội Mỹ lúc đó mới thống nhất cho ra đời loại tiền giấy đầu tiên, gồm các mệnh giá 5, 10 và 20 USD. Đây là những đồng tiền giấy có màu xanh và các đồng tiền này được đảm bảo bằng việc có thể đổi sang tiền xu nếu người dân muốn. Như vậy, tiền giấy được đảm bảo bởi tiền xu và có thể xem đây là bản vi đồng xu, nhưng thực ra cũng không phải bản vi vì số tiền giấy in ra không tương xứng với số tiền xu hiện hành. Thời gian trôi qua, tiền giấy đô la ngày càng được sử dụng rộng rãi và thay thế cho đồng xu. Nhờ sức mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự của Hoa Kỳ mà đồng đô la bắt đầu được đi du lịch ra khỏi nước Mỹ, tuy nhiên chỉ mới có một số ít thuộc địa của Mỹ trên thế giới chấp nhận và chính thức sử dụng đồng tiền này. Thời gian lại trôi cho đến khi một sự kiện xảy ra vào năm 1913, đó là việc Tổng thống Mỹ Wilson ký đạo luật dự trữ liên bang FED ra đời.
Thực ra thì cái này ban đầu chẳng ảnh hưởng gì đến đồng đô la, nó chỉ đơn giản là thay đổi cỗ máy đổi tiền từ tay Quốc hội sang tay của tổ chức FED. Và FED thì không chịu sự can thiệp của Quốc hội hay chính phủ Mỹ. Như đã nói, điều này cơ bản là nó chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của đồng đô la thời điểm hiện tại. Nhưng sau này thì không hề đơn giản như thế. Tóm lại, thời điểm này, đồng đô la vẫn chỉ là đồng tiền của Mỹ và một số thuộc địa nhỏ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với thời điểm mà đồng đô la bắt đầu dậy thì gây ra tiếng vang đầu tiên trên thế giới. Đó là thời gian sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi các nước đã tan tành đổ nát sau cuộc chiến. Đương nhiên, kéo theo đó là một nền kinh tế tụt dốc vực thẳm mà không cái thước nào có thể đo độ dài được. Lúc này, các nước cầu cứu và cần có một sự thống nhất mang tính hệ thống toàn cầu. Vào năm 1944, nước Mỹ hùng mạnh bỗng đứng lên sắp đặt tạo ra một cuộc họp gồm tới 40 nước tham gia. Mặc dù có nhiều nguồn tin cho rằng thực ra chỉ là sự thỏa thuận của hai nước Anh và Mỹ, các nước còn lại chỉ tham gia cho có người và hóng hớt là chủ yếu. Nhưng dù sao thì họ vẫn đi đến một kết quả đáng kinh ngạc như sau. Đồng tiền của nhiều nước sẽ được cố định theo đồng tiền của Mỹ với một tỷ lệ cố định. Như vậy, đồng tiền của Mỹ tăng thì đồng kia cũng tăng, mà đồng USD giảm thì đồng kia cũng giảm theo. Và tất nhiên, đồng của Mỹ thì được chấp nhận ở những nước này. Tiếp theo, đồng tiền của các nước đi theo Mỹ, đồng tiền của Mỹ lại đi theo vàng. Cụ thể, để các nước còn lại trên thế giới tin vào tiền của Mỹ thì người Mỹ đã cam kết rằng các ông cứ dùng đồng đô la mà nếu thích thì mang đến chúng tôi sẽ đổi thành vàng cho. Với dự trữ vàng chiếm 75% thế giới thì lúc đó Mỹ nói gì ai cũng tin. Như vậy, tiền của Mỹ trở thành một trong những đồng tiền được sử dụng nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, đáng buồn là đến năm 1970, khi kinh tế Mỹ đi xuống, chi tiêu cho chiến tranh Việt Nam quá nhiều, lượng vàng trong ngân khố ngày càng ít so với lượng đô la Mỹ được in ra, nhiều nhà giàu đã cảm thấy lo lắng và mang đô la đi đổi lấy vàng. Đến lúc nước Mỹ không còn vàng để đổi nữa, thì chơi bài lật mặt luôn, tuyên bố thẳng với thế giới, chúng tôi không chơi đổi đô la lấy vàng nữa. Và sợ rằng sau tuyên bố này, đô la sẽ trở thành giấy vụn do chẳng còn cái gì để bảo đảm cho nó. Mỹ đã đi một bước mới, họ đến gặp Ả Rập Saudi, đất nước xuất khẩu dầu lớn nhất trên thế giới, thứ hàng hóa không thể thiếu với bất kỳ quốc gia nào. Mỹ đưa ra một thỏa thuận với nước này. Ông hãy bắt các nước trả USD để mua dầu, đổi lại quân đội Mỹ sẽ bảo kê cho các ông. Thỏa thuận hai bên cùng có lợi cho nên đã nhanh chóng được đồng ý. Và đầu tiên là một nước, sau đó thì tất cả các nước xuất khẩu dầu đều muốn nhận về đô la. Người ta gọi đồng đô la này là đồng petrodollar. Tiền đô la trở nên quan trọng bởi không có nó, thế giới không thể mua dầu. Mà không có dầu thì chẳng làm được gì cả. Vì vậy, nước nào cũng muốn có đô la, ít nhất là để mua dầu. Sau thì có tới 85% các giao dịch quốc tế đều dùng tiền đô la. Và như vậy, sau khi Mỹ lật kèo xóa bỏ đi vàng, đồng đô la vẫn không mất giá mà thậm chí nó còn quyền và phủ sóng rộng hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta có đồng tiền quyền lực như ngày nay. Tuy nhiên, trong tương lai, cả EU với đồng euro, Trung Quốc với đồng nhân dân tệ hay Nga với đồng rúp đều có thể sẽ là đồng tiền lật đổ sự thống trị của đô la. Vì những nước này tin rằng khi đô la còn ngự trị thì người Mỹ vẫn còn là bá chủ. Choáng ngợp cơ ngơi độc nhất vô nhị của vua hài đất Bắc Xuân Hinh được báo nước ngoài săn tìm, từng là ông bầu khét tiếng chưa bao giờ thất bại đến thú vui xa xỉ không ai sánh bằng. Suốt những năm cuối thập niên 90, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Những vai diễn tiến tùng túng tiền trong vở Tùng Lò Gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh đi hỏi vợ, hay những câu nói ai gọi em đó có em đây, ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì, in dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ người dân lao động. Xuân Hinh được khán giả yêu mến gọi là vua hề chèo, vua băng đĩa, vua hài đất Bắc. Tuy nhiên, ít ai biết, ngoài tài năng diễn xuất, ông còn là bầu sâu sừng sỏ khét tiếng ở miền Bắc với chiến tích chưa bao giờ gặp mưa gió, đánh đầu thắng đấy. Đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, khi nhắc đến thời Hoàng Kim làm bầu sâu của Xuân Hinh cũng phải kinh hãi. Một trong những tài sản đắt giá nhất của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh chính là căn biệt phủ ở ngoại thành Hà Nội với thiết kế mang đậm nét truyền thống của làng quê Bắc Bộ. Nhiều người đồn đoán, với diện tích rộng rãi cùng thiết kế độc đáo có 102, thì căn biệt thự này của nam danh hài được ước tính có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng. Vừa qua, tạp chí số hóa Design Boom chuyên về lĩnh vực thiết kế công nghiệp, kiến trúc và nghệ thuật quốc tế đã đăng bài viết về dự án bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh. Đây cũng là nơi mà vua hài đất Bắc và các thành viên trong gia đình thường xuyên đến để thư giãn và nghỉ ngơi. Ngôi biệt thự tọa lạc trong một làng cổ kính ở ngoại ô của Hà Nội đã thu hút sự chú ý với diện tích rộng lớn khoảng 5.000 m². Khu đất này chứa được một vườn cây ăn trái có tuổi đời lên đến 50 năm, bao gồm nhiều loại cây ăn quả, cây thông và cây cảnh. Là người sống hiện đại, nhưng Xuân Hinh lại yêu thích những gì hoài cổ. Chính vì vậy, trốn đi về của nam danh hài được thiết kế rất sang trọng nhưng đậm nét truyền thống. Căn biệt phủ mang đậm màu sắc truyền thống ở các làng quê Bắc Bộ xưa, gây ấn tượng với lối kiến trúc độc lạ, được làm toàn bộ bằng gạch đỏ mang nét cổ kính nghiêm trang.
Vua Hải Đất Bắc tiết lộ công trình được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Biệt thự của Xuân Hình được phân chia thành nhiều phòng riêng biệt để phục vụ các nhu cầu sử dụng của gia chủ. Các không gian đáng chú ý trong biệt thự này mà Xuân Hình thường chia sẻ trên mạng xã hội bao gồm phòng thờ, phòng trưng bày cổ vật và phòng khách. Mọi thiết kế trong căn nhà đều được làm tỉ mỉ, độc đáo nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Là một người đam mê thu thập các món đồ cổ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hình trang trí căn biệt thự của mình bằng nhiều vật phẩm quý như tủ khảm trai, hoành phi cầu đối, các bình vôi cổ và tranh vẽ. Tất cả những vật phẩm này tạo nên một không gian đậm chất hoài cổ và nghệ thuật trong ngôi nhà của ông. Ngoài ra, đồ nội thất trong căn biệt thự cũng được làm từ các loại gỗ hiếm, được Xuân Hình tự mình lựa chọn và bài trí để tạo nên một không gian ấm cúng và độc đáo cho gia đình ông. Khu biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn và thoải mái, Xuân Hình đã trồng nhiều loại cây quý để tạo bóng mát và sử dụng đá để làm lối đi quanh nhà, biến không gian trở nên thư giãn và không kém phần đẹp như các resort nổi tiếng. Không chỉ vậy, vua Hải Đất Bắc còn xây dựng một ao cá và vườn rau tại sân vườn của mình. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hình được biết đến như một trong những biểu tượng hài kịch nổi tiếng của Việt Nam. Ông dành nhiều năm để đóng góp cho nghệ thuật và nhận được tình yêu của khán giả. Với biệt danh Vua Hài Đất Bắc, Xuân Hình là một trong những nghệ sĩ hài có mức thu nhập cao nhất và sở hữu nhiều tài sản ấn tượng. Hiện tại, ở tuổi 62, Xuân Hình không thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn. Ông đã giảm số lượng show diễn và thay vào đó lựa chọn cuộc sống bình yên ở quê nhà và tận hưởng thời gian bên gia đình. Một ngày bình thường của Vua Hài Đất Bắc Xuân Hình duy trì thói quen dậy sớm, tập luyện thể thao nhẹ nhàng trên sân thượng, rồi nhâm nhi cà phê mộc mạc. Hai năm nay, đại dịch COVID-19 khiến nghệ sĩ ưu tú Xuân Hình không thể lên sân khấu biểu diễn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, thậm chí bắt trend giới trẻ, làm thêm những clip vui hài trên TikTok và trò chuyện với khán giả để vơi nỗi nhớ nghề. Ở tuổi lục tuần, vua Hải Đất Bắc vẫn tràn đầy năng lượng, sống vui vẻ hết mình. Ông hóm hình trêu với mọi người rằng, cứ vô tư thế này, hai cái 60 mới phải thổi kèn các chế nhỉ. Xuân Hình được cho là nghệ sĩ giàu nhất nhì làng hài Việt, bởi ngoài tiền cát xê từ các buổi diễn, anh còn dự sự kiện và làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu đồng hồ cao cấp. Dù nổi tiếng và sở hữu nhiều tài sản giá trị, anh vẫn giữ lối sống giản dị, tiết kiệm. Hiếm khi người ta thấy vua Hài Đất Bắc ngồi xế hộp sang trọng mà anh thường chạy xe máy, danh hài cũng không quan trọng chuyện ăn uống. Bữa cơm ở nhà chỉ cần vài món đơn giản, rau dưa là xong bữa. Một khán giả đặt câu hỏi, vợ chú là cô Thanh Thanh Hiền ạ? Xuân Hình liền dí dòm nói đùa. Tôi nói nhiều lần rồi, Thanh Thanh Hiền không phải là vợ của Xuân Hình. Nhiều cháu không đọc trên báo chí, cứ gọi điện đến nhà tôi nói. Alo, xin cho gặp cô Thanh Thanh Hiền, vợ bác Xuân Hình. Vợ tôi mà nổi cơn ghen lên đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lại phải lấy thêm một cô vợ trẻ nữa thì hỏng. Cũng trong cuộc trò chuyện, Xuân Hình chia sẻ tin vui vừa giành nút vàng YouTube. Vua Hải cho biết, đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, đặc biệt là lớp khán giả trẻ, nam nghệ sĩ đã tham gia nhiều nền tảng mạng xã hội. Thông qua đó, ông chia sẻ nhiều tác phẩm nghệ thuật của mình để đông đảo người xem có thể thưởng thức miễn phí. Tiếng khóc thì ở đâu cũng vậy, nhưng tiếng cười thì mỗi nơi, mỗi vùng miền, quốc gia lại mang một màu sắc khác nhau. Làm cho mọi người cười là một thử thách khó, Xuân Hình bày tỏ. Đó cũng là điều đã thôi thúc nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong suốt bao nhiêu năm qua.